cơ sở đồ gỗ Tùng Tám. Xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 12 tháng 1 năm 2020. Thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi đang vừa hoàn thiện mọc lên 3 chiếc sập ngũ phúc. Đây tất cả đều sử dụng chất liệu gỗ vụ. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những mẫu sập khác như là sập gỗ hương, sập tứ diện trơn. Còn hiện tại thì chúng tôi đang có 3 chiếc sập đục. Thì tôi có giới thiệu qua cho quý vị là 3 chiếc sập này thì cũng đều có khách hàng rồi. Nhưng mà quý vị có nhu cầu thì là có thể tham khảo và liên hệ với cơ sở chúng tôi. Hiện tại chúng tôi lúc nào cũng có hàng mười mấy chiếc sập sẵn sàng để phục vụ quý khách. Đây quý vị thấy những cái phần mặt sập đây, rất là nhiều mặt, còn bên phía trong kia nữa. Đấy, còn chúng tôi vẫn chưa lắp lên. Thì ngay hiện tại là có 3 chiếc chúng tôi đã lắp lên rồi. Thì tôi sẽ giới thiệu quý vị. Cơ sở chúng tôi thì tôi xin giới thiệu một chút là cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và có địa chỉ số điện thoại là 0987510806, website đồ gỗ tùng8.com. Đó là những địa chỉ liên hệ của quý vị. Đây, hiện tại tôi sẽ giới thiệu quý vị từng chiếc sập nhé. Đây là một chiếc 1m6 x 2m, đục chạm theo mẫu ngũ phúc Tùng Lộc, dạ tiền 10, dạ ngang 8, chân 24. Chiếc sập này chúng tôi đã đánh qua một lớp giấy ráp rồi và phun lót, đang trong quá trình hoàn thiện. Đấy, quý vị thấy toàn bộ đường nét độc chạm của những sản phẩm rất là sắc nét. Phía bên này là những chú nho con sóc, độc chạm cực kỳ sắc nét. Phần là ván mặt là hai lá. Ngoài những, nếu mà quý vị có ngân sách trong tầm tiền từ 25 triệu đến 100 triệu thì là sẽ có rất nhiều sản phẩm cho quý vị lựa chọn. Thì quý vị hãy mạnh dạn liên hệ đến số điện thoại là 0987510806, chúng tôi sẽ tư vấn nha quý vị một bộ sập mà có mẫu mã hình thức đẹp và có thể vừa với túi tiền của mọi gia đình. Đây là chiếc 1m6 quý vị nhá. Thì chiếc này cũng đã có chủ nhân là khách hàng ở tại Hạ Hòa, Phú Thọ rồi. Phía bên trong này là một chiếc 1m8 x 2m2. Chiếc này có thông số kích thước tôi giới thiệu qua là phần dạ là 10-10, dạ ngang cũng là 10cm, chân 26, mặt dày 2 phân. Vâng, thông số rất là VIP. Đây là phần chân, chân được chạm Tùng Lộc và phần gỗ lạt thì là rất là đẹp. Những cái đường nét độc chạm thì cực kỳ là tinh tế luôn. Cùng những chiếc sập này thì đã được những người nghệ nhân hàng đầu của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tôi tuyển chọn để làm những sản phẩm cực kỳ là VIP luôn. Đây là, đó, quý vị thấy được cái đường nét đục chạm, không phải những người thợ nào cũng có thể có tay nghề để chạm lên những cái tác phẩm như vậy. Quý vị có thể xem kỹ, xem chi tiết để có thể phân biệt về những cái sản phẩm hàng trên thị trường về cái nước đục chạm như vậy, kênh bong bành và được gọt rũa rất là kỹ. Phần ván mặt của sản phẩm này là có kích thước là 2cm nhé quý vị nhé, 2 phân động, chân 26. Bộ sản phẩm này thì là chúng tôi vừa cho hoàn thiện, xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện mà chỉ phun một nước sơn lót thôi, mà chúng tôi còn đánh lại giấy ráp lại nhiều lần nữa thì chúng mới hoàn thiện được. Tiếp theo phía bên này là chúng tôi là cũng có một chiếc 1m8 x 2m2. Chiếc này thì là còn nguyên mọc của khách hàng ở tại Phú Ninh, Phú Thọ. Anh cũng vừa ký duyệt sản phẩm rồi. Tôi đang cho anh em thợ là tuốt qua giấy ráp và chiếc sập này thì là anh lấy mọc. Chiếc sập này có thông số kích thước là chân 26, dạ là 18, ván mặt 2 phân. Tất cả những chiếc sập này đều có đường nét đục chạm thì là cực kỳ tinh xảo quý vị nhé. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái sản phẩm khác mà nó có thể đục chạm tương đối hơn nhưng mức tiền nó vừa phải thì đều có phù hợp với mọi người chơi. Đây, tôi quay lại tổng thể cho sập, thấy cái dáng sập này rất là đẹp, dáng chân quỳ dạ cá
kỳ ảo ế thế luôn. Thì chiếc này là chúng tôi còn nguyên mọc nên là chưa phun lót nên là màu sắc nó sẽ sáng hơn. Còn chiếc vừa rồi là chúng tôi đã phủ qua một nước sơn lót rồi. Quý vị thấy những cái ngay phần đầu chân này đã thấy những con rơi này được chúng tôi bỏ rất là tinh tế. Đấy. Thì quý vị có thể xem chi tiết, xem chi tiết để có thể phân biệt với những sản phẩm khác trên thị trường về cái đường nét đục chạm như vậy. Đấy. Quý vị hãy xem chi tiết là những cái đường nét này có thể phân biệt với những cái sản phẩm khác về cái độ đục chạm. Đấy. Toàn bộ phần gỗ là đều được chọn lọc rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì phía bên trong này thì chúng tôi còn rất nhiều các loại sập khác bằng chất liệu gỗ hương, gỗ gộ, gỗ dâu. Đây, rất nhiều chân phía trong thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa lắp lên. Đây ngoài này nữa này. Rồi còn những cái mặt phần mặt nữa chúng tôi chưa lắp lên. Đây phía hiện tại là phía đây còn một chiếc dạ sập nữa. Kích thước 1m6 và cũng đục chạm là cực kỳ đẳng cấp luôn. Nguyên hàng VIP quý vị nhé. Rất là đẳng cấp. Đấy. Thì chiếc này thì chúng tôi vẫn chưa lắp lên do là hiện tại là xưởng nó khá là chật. Khá là chật. Đây. Tôi có thể tôi đứng máy đây một chút nhá. Đấy quý vị thấy tôi có thể lùa tay được vào đây này. Hàng rất là kênh bong luôn, những chú chim này. Tôi có thể lùa tay ở đây này. Đó, quý vị có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ đến số điện thoại 0987 510 816 thì chúng tôi sẽ tư vấn nha quý vị một sản phẩm đẹp. Đây quý vị thấy phần chân sập của chúng tôi rất là nhiều, chúng tôi vẫn để la liệt để chưa lắp lên này. Đó, phía bên trong xưởng kia là vẫn còn một chiếc sập một phúc nữa. Đây, chiếc này thì là nó có mức giá bình dân hơn, nó phải chăng hơn, nó phù hợp với túi tiền hơn này quý vị này. Nga quý vị mà có hầu bao không nhiều thì là có thể tham khảo chiếc sập này. Đấy thì là nó sẽ đục chạm một mức tương đối, tuy nhiên là không không phải là xấu nhưng mà vẫn là rất là đẹp. Nó sẽ cái độ chi tiết không bằng, tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp với giá thành của mọi người, bởi vì các cụ nói là tiền nào của đấy. Đấy thì những chiếc sập bên ngoài này thì là sẽ có mức tiền cao hơn thì là nó sẽ được làm gọt rũa tỉ mỉ hơn. Vâng, thì mọi người có thể lưu lại số điện thoại trên màn hình này, khi có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé. Video tôi đang quay lại tại trước cổng.